Tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế, theo hãng tin Reuters chia sẻ, số liệu mới nhất từ Bộ Quản lý Thảm họa Afghanistan cho biết, tính đến ngày 8 tháng 10, các trận động đất liên quan ở nước này đã giết chết 2.053 người, khiến 9.240 người bị thương. Các thi thể đã được đưa đến các bệnh viện khác nhau với hầu hết trong số họ là phụ nữ và trẻ em. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS cho biết đã có 7 trận động đất xảy ra vào chiều 7 tháng 10 theo giờ địa phương, với tâm chấn cách tỉnh Herat của Afghanistan khoảng 35 km về phía Tây Bắc. Lớn nhất trong số này là các trận có cường độ 6,3, 5,9 và 5,5 độ Richter, với dư chấn cũng được cảm nhận ở các tỉnh Badghis và Farah lân cận. Người phát ngôn Bộ Quản lý Thảm họa, ông Mohammad Abdullahjan cho biết động đất và dư chấn đã phá hủy 1.329 ngôi nhà ở cả Herat, Farah và Badghis. Nhóm cứu hộ của Tổ chức Y tế Thế giới WHO ở Afghanistan đã điều động 12 xe cứu thương tới huyện Zendajan của Herat để đưa những người bị thương đến bệnh viện. Hiện kết nối điện thoại ở Herat bị hỏng, khiến việc lấy thông tin chi tiết ở các khu vực bị ảnh hưởng trở nên khó khăn.